Đầu tuần mới với rất nhiều tin cực hot xoay quanh tựa game Liên Minh mà bạn không thể bỏ qua. Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Fanpage LPL xúc phạm Faker. Đấu trường chân lý mùa 12 hé lộ cơ chế bùa chú và tướng độc quyền. Chovy lên tiếng về việc lộ bí kíp. Tần tật về drama fanpage LPL xúc phạm Faker. Trong quá khứ, cộng đồng quốc tế từng bàn tán khá nhiều về vấn đề gia đình của Faker, bởi ngay cả khi Quỷ Vương Bất Tử là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh, anh vẫn bị không ít anti fan để lại những lời công kích cá nhân nhắm vào gia đình và đặc biệt là mẹ của anh. Vì nguyên nhân ấy, gia đình cũng như mẹ Faker là chủ đề tương đối nhạy cảm trong cộng đồng Liên Minh. Tuy vậy, mới đây Weibo chính thức hơn 2 triệu follow của LPL đã có bài đăng gây tranh cãi. Cụ thể, bài đăng nhằm giới thiệu dàn caster, khách mời cho giải đấu sắp tới của họ và dùng nhiều cách chơi chữ để tạo hiệu ứng content. Tuy vậy, đáng chú ý, cộng đồng phát hiện họ đã dùng một từ lóng công kích Faker. Cụm từ được đánh dấu trên ảnh là một từ lóng thông dụng trong cộng đồng anti-fan Faker ở xứ Trung. Có thể đọc là khơ mô dự. Chữ đầu phát âm gần giống cơ, ám chỉ Faker. Hai chữ kế tiếp phát âm gần giống mẹ và tử. Ghép lại thì nó có ý công kích hoàn cảnh gia đình Faker cực kỳ nặng nề. Bởi bất kỳ fan nào cũng biết, mẹ anh bỏ đi từ nhỏ, anh chỉ được nuôi nấng bởi bà nội và bố. Thậm chí sau hàng loạt bình luận tranh cãi, phía LPL còn để nguyên bài đăng mà không hề chỉnh sửa. Sau đấy, Weibo chính thức của Chiwan cũng đã có bài viết về sự việc này. Sau khi liên lạc trao đổi, ban tổ chức đã đưa ra một lời giải thích hợp lý, đồng thời cũng đang tích cực chủ động giải quyết sự việc. Là một câu lạc bộ nước ngoài, hoạt động mạng xã hội Trung Quốc của chúng tôi còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Sau này cũng sẽ dốc sức bảo vệ quyền lợi của tuyển thủ lẫn đội tuyển. Sự lên tiếng kịp thời của Chiwan đã khiến fan yên tâm phần nào khi huyền thoại Faker được bảo vệ. Nhưng bài đăng đáp trả của LPL mới là thứ khiến fan nóng mặt. Chúng tôi đã chú ý đến các thảo luận hiện nay, hiện chúng tôi đã liên lạc với Chiwan và làm rõ hiểu lầm. Faker là một tuyển thủ đáng kính. Bài viết chỉ nhằm giới thiệu các hoạt động gần đây của khách mời, mong mọi người không diễn giải quá mức. Theo đó, bài đăng của LPL không hề có một lời nào là xin lỗi Faker. Như thể đang bao biện cho hành vi của mình và biến mọi thứ trở thành hiểu lầm. Hiện trang này đang nhận phải làn sóng tẩy chay khá dữ dội. Hé lộ cơ chế bùa chú trong đấu trường chân lý mùa 12. Các thông tin chính thức về đấu trường chân lý mùa 12 đã dần được hé lộ. Trong đó, điều cộng đồng quan tâm nhất chính là cơ chế của mùa mới. Mùa 12 này, nó sẽ là charm, bùa chú. Đầu tiên, chủ đề mùa mới xoay quanh thế giới phép thuật với tên gọi hỗn loạn huyền diệu. Chính vì thế, cơ chế bùa chú được đánh giá là rất phù hợp. Cơ chế này còn không quá phức tạp, thậm chí có phần quen thuộc. Bùa chú là các sức mạnh ma thuật được bán trong cửa hàng mỗi 2 lần roll với giá từ 0 đồng tới 20 đồng. Hiệu ứng bùa chú sẽ tương ứng với giá tiền mà người chơi bỏ ra. Ta chỉ có thể mua một bùa mỗi vòng nên sẽ cần chiến thuật hợp lý để chọn bùa. Giai đoạn đầu, người chơi có thể mua các bùa giá rẻ như cung cấp chỉ số tướng, trang bị thành phần hay một số khả năng đặc biệt như kháng hiệu ứng, làm choáng, tách trang bị. Điều này khá giống một vài kỳ ngộ mùa 11 nhưng mỗi người sẽ có các lựa chọn khác nhau. Càng về cuối, các bùa chú mạnh càng xuất hiện nhiều với mức giá cũng gia tăng. Trong đó đáng chú ý là các bùa từ 10 vàng trở lên với khả năng mạnh mẽ trong giao tranh như triệu hồi bọ hư không, rồng và nhiều thứ khác. Cũng có các bùa liên quan tới việc roll như biến toàn bộ cửa hàng thành tướng 5 vàng. Hiện chưa rõ số lượng bùa chú nhưng với những gì Riot hé lộ, dự kiến sẽ có rất nhiều điều thú vị nữa. Cùng chờ đón thông tin chi tiết được công bố trong thời gian tới. Đấu trường chân lý mùa 12 giới thiệu tướng độc quyền Nora, Bria và Smolder lần đầu ra mắt.
Mùa 11, đội ngũ thiết kế đã mang đến hai tướng độc quyền, Alun và Kobuko. Điều này tiếp tục được duy trì trong mùa 12 với một cái tên khá quen thuộc, Nora. Trong cốt truyện Runeterra, Nora chính là chủ nhân của vị tướng Yumi. Cô là một pháp sư Yodo với khả năng mở cổng dịch chuyển, chu du khắp nơi và có thể triệu hồi nhiều vật thể mang sức mạnh khó lường. Với lần ra mắt chính thức trong đấu tranh chân lý, Nora cũng có những khả năng rất sát với cốt truyện. Nora được giới thiệu là tướng năm vàng với ba tộc hệ, bản thân, pháp sư và dịch chuyển gia. Trong đó, bản thân là tộc riêng của Nora với khả năng triệu hồi Yumi giúp sức. Mỗi khi Nora tung chiêu để gây sát thương thì Yumi cũng thi triển khả năng hồi máu cho đồng minh. Pháp sư thì đã quá quen thuộc rồi với khả năng tăng AP, cường hóa kỹ năng. Sau đó, dịch chuyển gia là tộc được chú ý. Nora và các tướng tộc này có khả năng mở cổng để triệu hồi rất nhiều thứ đặc biệt như bom của Zix, Poro Snake, trang bị tạm thời, thậm chí cả quái đá. Sức mạnh của các đơn vị này tỷ lệ thuận với mốc dịch chuyển gia được kích cũng như cấp sao của các tướng trong tộc. Trong khi đó, kỹ năng Nora là ném ra một quả cầu ma thuật gây lượng lớn sát thương phép trên diện rộng. Với độ đa dụng nhờ ba tộc hệ kèm khả năng gây sát thương ấn tượng, Nora ắt hẳn sẽ là tướng năm vàng được chú ý. Bên cạnh đấy, Bria và Smolder cũng có lần debut trong đấu tranh chân lý và cả hai đều là tướng năm vàng. Kỹ năng Bria là lao thẳng vào đám đông, gây sát thương và choáng diện rộng. Đặc biệt, tộc khát máu giúp Bria tăng sát thương theo máu linh thú đã mất. Trong khi Smolder có khả năng bay quanh sàn đấu, gây sát thương cho toàn bộ kẻ địch trong tầm, đồng thời được nâng cấp sức mạnh nhờ tộc rồng. Đấu tranh chân lý mùa 12 sẽ ra mắt máy chủ thử nghiệm BBE vào ngày 17 tháng 7 tới, trong khi phiên bản chính thức sẽ xuất hiện ở update 14.15 ngày 31 tháng 7. Team Wells chính thức công bố hai ngoại binh Hàn, vì xếp mùa hè trở nên khó đoán. Sau thời gian dài úp mở, mới đây, Team Wells đã thông báo chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ chất lượng từ Hàn Quốc, Dove ở đường giữa và Sauda đi rừng. Theo fanpage Cá Voi, bộ đôi này đã hạ cánh xuống Việt Nam và sẵn sàng ra mắt ở vì xếp mùa hè 2024. Đây được xem là màn bổ sung quân lực cần thiết trong bối cảnh đội đang gặp nhiều khó khăn. Dù có sự trở lại của cường bảy núi Optimus ở đường giữa, nhưng Team Wells mới chỉ thắng 1 và thua tới 4 trận. Dù vậy, cơ hội cho cựu Á quân VSET vẫn còn đó khi có tới 5 suất vào playoff. Hiện tại, 3 đội GAM, Viking và Team Secret gần như đã chốt sổ top 3 với khoảng cách lớn so với phần còn lại. Sau đó, Team Wells sẽ cạnh tranh cùng MGN Blue Esports, Cerberus và Team Flux cho 2 vị trí còn lại. Điều này là khả thi trong bối cảnh các đội kể trên cũng mới chỉ có 1 trận thắng. Dove là tuyển thủ có kinh nghiệm dày dặn ở LCK, đồng thời từng có các mùa chinh chiến LPL và LCS. Kể từ khi ra mắt LCK năm 2019, Dove đã có 8 mùa liên tiếp thi đấu ở giải liên minh hàng đầu Hàn Quốc. Thành tích của anh cũng vô cùng ấn tượng khi có tới 3 lần lọt vào playoffs, với thứ hạng cao nhất là top 3 LCK hè 2022 cùng Leap Sandbox. Trong khi đó, cái tên còn lại là nhà vô địch LCK Challenger hè 2023 thuộc Nongshim Red Fox Academy. Khi còn thi đấu Challenger, Sauda được đánh giá ngang cơ với Lucid, người đi rừng đang dẫn đầu bảng xếp hạng MVP LCK hè 2024. Trong tuần thi đấu này, Team Well sẽ có tới 3 trận và khán giả đang hy vọng Dou và Sauda sẽ nhanh chóng được debut. Chovy lần đầu lên tiếng về drama lộ bí kíp. Không chỉ là một chiến dịch thất bại thông thường, Genji còn đối mặt nguy cơ bị lộ bài khá nghiêm trọng hậu eSports World Cup. Lý do tới từ việc máy quay của giải đã vô tình zoom cận cảnh cuốn sổ ghi chép chiến thuật của huấn luyện viên Kim. Điều này có thể khiến Chovy và đồng đội bị đối thủ bắt bài dễ dàng. Dù vậy, việc lộ bí kíp này dường như chưa khiến Genji gặp khó khi trở lại đấu trường LCK.
Cụ thể, trong cả hai trận tuần 4 thì Genji đều có chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước những Quang Đông Freaks hay DK. Thậm chí trong phỏng vấn sau trận, Chovy khẳng định đội đã có chiến thuật mới hoàn toàn từ khi trở về từ Esports World Cup. Tại giải đấu trên đất Ả Rập, chúng tôi cảm thấy cả đội gặp khá nhiều khó khăn trong việc hiểu meta. Ngay sau khi thất bại và vụ việc lộ bí kíp xảy ra, thì cả đội đã lập tức ngồi lại với nhau và thảo luận về chiến thuật mới. Điều này tỏ ra rất hiệu quả khi chúng tôi đã có những chiến thắng liên tiếp khi trở về LCK. Vì vậy, các tier list bị lộ trước đó cũng không còn giá trị để khai thác nữa. Không dừng ở đấy, CEO Anon của Genji cũng hé lộ một câu chuyện khá thú vị về drama lộ bí kíp này. Theo đó, ngay sau khi Genji thua Top Esports và nhận được tin chiến thuật bị lộ, cả đội lập tức thảo luận ở phòng nghỉ về tier list mới. Buổi thảo luận kéo dài tới 2 tiếng và phía ban tổ chức còn phải đuổi tập thể Genji ra ngoài vì họ dùng phòng nghỉ lấn sang giờ của đội khác. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!